Trong hồi 49 Tây Du Ký, có một chi tiết khiến nhiều người khó hiểu và tranh cãi. Đó là lần Quan Âm Bồ Tát vội vàng đi bắt cá tinh giải cứu Đường Tăng mà không trang điểm. Tuy nhiên, hàm ý của chi tiết này lại vô cùng sâu sắc. Hơn nữa, lại còn là điểm hóa cho con người ngày nay. Ý nghĩa lần duy nhất Bồ Tát hiện thân mà không trang điểm. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Đoạn mô tả Quán Âm thu phục cá tinh giải cứu Đường Tăng về sau được khắc họa trong tranh vẽ có tên Ngư Lam Quán Âm trong hồi 49 kể rằng: Không lâu sau, chỉ thấy Quan Âm xách giỏ tre bước ra kêu lớn rằng: Ngộ Không, ngươi theo ta mà cứu Đường Tăng. Tôn hành giả vội vàng quỳ xuống bạch rằng: Đệ tử chẳng dám thúc hối, xin Bồ Tát điểm trang chính tề rồi sẽ đằng vân. Quan Âm nói: Khỏi cần trang điểm, phải đi cho mau, thời cứu Đường Tăng mới kịp. Nội sớm ấy trai gái già trẻ đồng mừng rỡ đi coi, không quản lấm bùn đồng quỳ lạy Bồ Tát. Có người thợ vẽ giỏi liền họa hình gọi là Ngư Lam Quán Âm. Tuy nhiên, có một chỗ mê không thể lý giải trong Tây Du Ký, chính là Bồ Tát không trang điểm trong lúc đi bắt cá tinh. Trong Tây Du Ký còn miêu tả: Khi ấy Bát Giới và Sa Tăng nhìn thấy như vậy đều bàn luận với nhau rằng: Sư huynh thật nóng nảy, không biết tại Nam Hải sư huynh thúc hối thế nào, đến nỗi Bồ Tát không kịp gỡ đầu, mặc áo, phải đi lập tức như vậy. Có thể nói đây là sự việc gây nhiều tranh cãi nhất trong truyện Tây Du Ký. Đã có rất nhiều người đưa ra lý giải về ý nghĩa việc làm của Bồ Tát. Nhiều người cho rằng Bồ Tát không có đủ thời gian nên vội vàng đi mà không trang điểm. Tuy nhiên, đằng sau hành động này của Bồ Tát có một nội hàm rất sâu xa. Lại có người lý giải rằng Bồ Tát biết Kim Ngư xuống nhân gian làm loạn, ấy là trái phép trời, lại là cá trong ao sen của mình, nên bà sợ Phật Tổ trách tội, phải vội vàng đi giải bắt cá tinh. Nếu không như vậy thì tính mạng của Kim Ngư khó bảo toàn, đồng thời Bồ Tát cũng chịu vạ lây. Lý giải như vậy đánh đồng với việc Bồ Tát có vị tư, do muốn bảo hộ Kim Ngư mà vội vàng hành sự. Bồ Tát với tấm lòng quảng đại như vậy, thử hỏi có thể hành sự như người thường suy nghĩ. Cổ nhân dạy, thiện ác nếu không báo, càng khôn tức vị tư. Bồ Tát vốn dĩ là một bậc giác giả, vốn đã tu thành quả vị, lẽ nào bà không biết được quy luật vũ trụ vốn công minh này? Nếu nói Bồ Tát với lối nghĩ như thế, e rằng có phần áp đặt tùy tiện. Trong tiếng Hán, từ trang có nghĩa là trang nghiêm. Sau khi trang điểm có thể hiểu là càng trang trọng hơn, theo góc độ Phật gia thì càng có ý nghĩa trang nghiêm, thù thắng. Bởi vậy, nếu Bồ Tát trang điểm rồi mới đi thu phục cá tinh, sẽ làm cá tinh thêm phần tội nghiệp. Còn dưới tình huống không trang điểm, cũng có nghĩa là trường hợp không chính thức, thì khi hàng phục cá tinh, tội sẽ nhẹ đi đôi phần. Đây cũng là mở một mặt lưới cho cá tinh, cũng là biểu hiện sự từ bi của Bồ Tát. Có người sẽ nói như thế không công bằng, là Bồ Tát bao che cho người của mình. Kỳ thực không phải vậy. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh đều là từ bi. Có một số việc nếu chúng ta không đứng ở cơ điểm của người khác thì không thể nào hiểu được. Có lẽ cá tinh là do Bồ Tát cố ý phái xuống để khảo nghiệm bốn thầy trò Đường Tăng, giúp họ có cơ hội vượt qua đủ 81 kiếp nạn. Do đó việc Bồ Tát xuất hành không trang điểm không thể lý giải theo cách thường nhân hóa như vậy được. Điểm hóa cho con người tương lai. Một người đọc hoặc xem qua Tây Du Ký có thể thấy rằng Bồ Tát không tùy ý hiện tướng trước mặt người thường. Thế nhưng chỉ có duy nhất chương hồi này có đề cập đến việc Bồ Tát xuất hiện trước người phàm là điều cực hiếm.
Trước đó, chỉ khi Đường Tăng có nạn, cần thỉnh thì Bồ Tát Quán Âm mới xuất hiện. Bồ Tát Quán Âm xuất hiện lần này rất giản dị, với hình ảnh một người phụ nữ nhân hậu, mặt không trang điểm, đi chân trần, tay chỉ cầm giỏ tre. Thế nhưng bách tính các nơi hay tin, lũ lượt kéo nhau đi bái lạy. Với sự xuất hiện như vậy đã để lại cho lịch sử một tham chiếu để cho con người nhận thức ra một chân lý. Khi một giác giả hạ thế, chắc chắn đó không phải là hình tượng kỳ mỹ lạ thường, mà đó phải là một ngoại hình xuất đổi bình thường. Bồ Tát xuống Bắc Kim Ngư dù sao cũng chưa phải là độ nhân, chỉ là phụng theo thiên ý và thu về con cá vàng họa loạn nhân gian. Thế nhưng hình tượng đã phải bớt đi phần nào trang nghiêm. Vậy nếu một vị giác giả hạ thế với mục đích độ nhân, lẽ nào mang Phật tướng oai nghiêm mà giảng pháp? Có lẽ đây chính là đạo lý của việc Bồ Tát mang giỏ cá giải cứu Đường Tăng.